Chào đón quý khán giả đang theo dõi Sống An Lạc, nơi quý vị sẽ nhận được những kiến thức y học bổ ích. Quý vị thân mến, đau lưng, đau xương khớp là một bệnh lý vô cùng phổ biến ở nước ta và có thể gặp ở mọi đối tượng khác nhau. Theo đó, các thống kê gần đây cho thấy có hơn 80% người trên 65 tuổi bị các vấn đề về đau lưng, đau nhức xương khớp. Trên thực tế, nhiều người cho rằng đau lưng là tình trạng phổ biến, xảy ra như cơm bữa và không gây nguy hiểm cho sức khỏe, nên thường không quan tâm đến cách điều trị. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bệnh lý liên quan đến xương khớp chính là nguyên nhân hàng đầu gây nên tàn phế cho con người. Căn bệnh này quả thật không đơn giản phải không quý vị? Vậy chúng ta phải làm sao để chống lại những cơn đau lưng khó chịu hàng ngày? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mách cho quý vị một bài thuốc chữa đau lưng, đau xương khớp vô cùng hiệu quả lại rẻ tiền chỉ với một loại lá mọc đầy vườn nhà chúng ta. Mời quý vị cùng theo dõi! Thưa quý vị, đau lưng hay đau nhức xương khớp là bệnh lý có thể xảy ra khi gặp một số tình trạng sức khỏe như chấn thương, nhiễm trùng, viêm, bệnh tự miễn, do di truyền, thậm chí liên quan đến cả quá trình lão hóa và bệnh ung thư. Đau xương và khớp có thể là cấp tính, tái phát hoặc mãn tính. Tuy nhiên, về cơ bản, cơ chế gây đau nhức xương khớp như sau. Đầu tiên, phát triển viêm. Những tổn thương trong mô dẫn tới việc tăng giải phóng các cytokine tiền viêm, máu, tế bào viêm cục bộ cùng nhiều chất hóa học khác. Những yếu tố này làm tăng độ nhạy cảm của các dây thần kinh cảm giác đau, dẫn tới tín hiệu đau được khuếch đại lên. Đồng thời, chúng cũng thúc đẩy các triệu chứng bệnh tiến triển nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành nên các cơn đau nhức xương khớp mãn tính. Ngoài ra, góp phần vào sự phát triển viêm trong bệnh xương khớp còn có các chất oxy hóa. Các chất này được sản xuất tăng cường trong phần mô xương khớp bị tổn thương, góp phần vào sự phát triển và duy trì quá trình viêm. Thứ hai, thay đổi trong hệ thần kinh. Ngoài sự phát triển của viêm, những thay đổi trong hệ thần kinh cũng góp phần làm các cơn đau nhức xương khớp trở nên trầm trọng hơn. Người ta phát hiện ra rằng các dây thần kinh cảm giác đau của những người bị đau nhức xương khớp bị tăng độ nhạy cảm. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị bài thuốc từ lá lốt vô cùng đơn giản, dễ làm, có thể hạn chế tối đa những cơn đau xương khớp. Về lá lốt chữa bệnh đau nhức xương khớp, đây là một tác dụng đã được y học hiện đại nghiên cứu. Người ta tiến hành phân tích thành phần của lá lốt thì nhận thấy nó có nhiều tinh dầu cùng các hóa chất chống oxy hóa. Trong đó tiêu biểu nhất là flavonoid, alkaloid. Flavonoid là một chất chống viêm mạnh mẽ. Nó có khả năng ức chế các cytokine tiền viêm thông qua quá trình điều hòa miễn dịch. Nó cũng giúp tăng cường sản xuất collagen type 2 là collagen cấu thành lên sụn khớp, từ đó duy trì sức khỏe của xương khớp. Alkaloid giúp ức chế thần kinh trung ương, làm giảm cảm giác đau nhức khó chịu. Ngoài ra, alkaloid cũng có thể hoạt động như một chất chống viêm hiệu quả. Các thành phần trong lá lốt tác động trực tiếp lên cơ chế gây đau nhức xương khớp, từ đó làm giảm các cơn đau, chống viêm. Như vậy, việc sử dụng lá lốt chữa đau nhức xương khớp là có cơ sở khoa học. Trong đông y, lá lốt cũng đã được sử dụng từ rất lâu để giảm đau, chống phong, hạ khí, chỉ thống. Đối với bệnh xương khớp, vị thuốc này được dùng để trị đau nhức xương khớp do thời tiết thay đổi, viêm khớp, phong tê thấp và nhiều bệnh lý khác. Thứ ba, sau đây là một số cách sử dụng lá lốt chữa bệnh đau nhức xương khớp bạn có thể tham khảo. Bài thuốc ngâm chân. Phương pháp này giúp lưu thông khí huyết, giãn nở mạch máu, từ đó máu và các chất dinh dưỡng đưa tới các khớp được thuận lợi hơn. Cách làm như sau, lấy 5 tới 10 cây lá lốt già, gồm cả thân và lá. Đem rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đó thái nhỏ và cho vào nồi đun với 1 lít nước trong vòng 15 phút. Đổ nước ra chậu rồi chờ hạ nhiệt, đến khi còn ấm thì ngâm chân vào cho đến lúc nước nguội hẳn thì dừng lại. Cứ ngâm như vậy đều đặn mỗi ngày, sau 1 tuần sẽ thấy các triệu chứng đau nhức được cải thiện. Bài thuốc uống. Dưới đây là hai bài thuốc thường được áp dụng. Bài thuốc 1, lấy 5-10g lá lốt khô hoặc 15-30g lá lốt tươi sắc với 400ml nước, đun sao cho đến khi cạn còn 200ml thì dừng lại. Uống nước sắc lá lốt này sau mỗi bữa ăn tối và không được sử dụng thuốc để qua đêm. Bài thuốc 2, lấy lá lốt cùng với các vị thuốc, cỏ dước, bưởi bung, vòi voi, đem đi thái mỏng, các vị thuốc lấy bằng nhau khoảng 15g mỗi loại. Sau đó sao cho vàng rồi sắc với 500ml nước, đun hỗn hợp trên cho tới khi cạn còn 200ml thì dừng lại. Chia 200ml thuốc này thành 3 lần sử dụng trong ngày.
Kiên trì sử dụng bài thuốc trên từ 7 tới 14 ngày sẽ thấy được hiệu quả, triệu chứng đau nhức xương khớp thuyên giảm đáng kể. Hơn thế nữa, bài thuốc trên còn phù hợp với cả các mẹ bị đau nhức xương khớp sau khi sinh. Bài thuốc ngâm rượu để xoa. Phương pháp này được khá nhiều người sử dụng bởi nó giúp phát huy công dụng tối đa của vị thuốc này. Cách thực hiện: lấy cây lá lốt gồm cả thân và lá, rửa sạch, để ráo rồi băm nhỏ. Ngâm lá lốt sau khi đã băm với 1 lít rượu trắng. Sau 1 tháng là có thể sử dụng. Hàng ngày, lấy rượu ngâm lá lốt ra xoa bóp nhẹ nhàng lên vùng xương khớp bị đau nhức. Thực hiện kiên trì mỗi ngày từ 2 tới 3 lần sẽ thấy hiệu quả giảm đau rõ rệt. Các khớp được thư giãn thoải mái hơn. Lưu ý, không xoa lên nơi có vết thương hở. Bài thuốc chả lá lốt giảm đau nhức xương khớp. Đông y có viết, lá lốt vị cay, tính ấm, có tác dụng làm ấm bụng, trừ lạnh, đưa khí đi xuống, kháng viêm, giảm đau. Còn thịt lợn, chư nhục, có vị ngọt, mặn, tính bình, tác dụng tư âm, nhuận táo. Hai vị thuốc này kết hợp giúp làm ôn ấm cơ thể, bổ chính khu tà, nâng cao chính khí, loại trừ bệnh tật. Vì thế bài thuốc này phù hợp với người mắc chứng đau nhức xương khớp, cứng khớp do phong thấp, gút, tê bại tay chân. Cách làm chả lá lốt. Nguyên liệu: 300g thịt lợn, lá lốt 20-30 lá, gia vị, bột canh, mắm, hành, hạt tiêu, mì chính đủ dùng. Thực hiện: thịt lợn rửa sạch, xay nhuyễn, lá lốt rửa sạch, để ráo, bỏ cuống, lấy 10 lá thái chỉ. Đem thịt cùng phần lá lốt thái chỉ trộn cùng các gia vị đã chuẩn bị ở trên. Trải úp các lá lốt còn lại xuống một mặt phẳng rồi xúc thịt xay vào giữa, cuộn tròn lại, đem rán nhỏ lửa. Tới khi chả vàng đều thì xếp ra đĩa, ăn nóng cùng với cơm hoặc bún, có thể ăn hàng ngày. Quý vị thân mến, xương khớp được ví như bản lề cuộc sống của chúng ta. Nó là bộ phận mang vác toàn bộ cơ thể. Theo đó, quá trình lão hóa sẽ có tác động nghiêm trọng tới bộ phận này. Chính vì thế, quý vị hãy áp dụng ngay bài thuốc mà chúng tôi đã chia sẻ để thoát khỏi những cơn đau nhức xương khớp hành hạ mỗi ngày nhé. Trên thực tế, lý do khiến tỷ lệ người mắc các bệnh về xương khớp đang ngày càng tăng cao là do những thói quen trong sinh hoạt xấu hàng ngày gây ra tổn thương cho xương khớp. Do đó, để bảo vệ tốt cho hệ xương khớp của mình, quý vị cần tránh ngay 6 thói quen xấu sau đây nhé. Đầu tiên, đi giày cao gót. Không thể phủ nhận những điều tuyệt vời mà giày cao gót mang lại cho chị em phụ nữ. Không chỉ giúp tôn lên vóc dáng sang trọng mà chúng còn giúp các Eva trông nữ tính và quyến rũ hơn rất nhiều. Do đó không có gì lạ khi trong tủ đồ của chị em luôn có mặt những đôi giày cao gót. Thế nhưng, việc thường xuyên đi giày cao gót sẽ mang đến những nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe mà rất ít ai ngờ tới. Khi mang giày cao gót, các cơ của cột sống thắt lưng và bắp chân cũng như gân gót lâm vào tình trạng căng giãn quá mức nên rất dễ đau và mỏi. Triệu chứng là đau lưng, đau bắp chân hay đau phần trên của gót chân. Khi các nhóm cơ làm việc quá tải sẽ yếu, không giữ vững được các cấu trúc như cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp. Thứ hai, ngồi xổm, vắt chéo chân. Các thói quen mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày như ngồi xổm, vắt chéo chân, leo cầu thang v.v. đều mang lại những tác động làm ảnh hưởng đến hệ thống xương khớp. Các chuyên gia lý giải rằng khớp gối gồm khớp chè đùi và khớp đùi chày chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Khi gối co, áp lực do cơ ở phần đùi và gân bánh chè sẽ ép xương bánh chè trượt trên xương đùi. Khi chúng ta đi bộ, lực này tác động bằng khoảng 1/2 trọng lượng cơ thể. Khi leo cầu thang, lực này gấp 3-4 lần trọng lượng cơ thể. Và khi ngồi xổm, lực này gấp 7-8 lần trọng lượng cơ thể. Do vậy, thói quen ngồi xổm tạo áp lực rất lớn, phá hủy sụn xương bánh chè và sụn xương đùi, gây thoái hóa khớp chè đùi. Thứ ba, bẻ khớp ngón tay, vặn lưng, vặn cổ. Hẳn không ít người trong chúng ta thường có những thói quen bẻ các khớp ngón tay những lúc nhàm chán để giải khuây, nhưng đó vô tình lại là hành động làm tổn thương các khớp xương của bạn. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc bẻ khớp ngón tay có thể phá hủy các cấu trúc sụn khớp và dây chằng xung quanh khớp nên rất có hại cho khớp. Ngoài ra, việc vặn lưng vặn cổ cũng chính là nguyên nhân khiến các khớp ngày càng to lên, đồng thời gây ra tổn thương như là bong gân, giãn dây chằng, chật khớp, làm sụn khớp nhanh bào mòn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu không bỏ thói quen này, khớp sẽ bị thoái hóa, biến dạng, to ở vùng các ngón tay
hay rách dây chằng, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, gây chèn ép dễ thần kinh. Thứ tư, đứng ngồi lâu một chỗ, ngồi không đúng tư thế. Việc ngồi làm việc một chỗ trong nhiều giờ liền là điều hoàn toàn không được khuyến khích một chút nào bởi nhiều chuyên gia trên thế giới. Điều này có thể khiến tuần hoàn máu ở chân giảm, cơ mông, hông kém linh hoạt, xương dần mỏng đi, giòn và dễ gãy hơn. Không chỉ có vậy, các khớp xương bàn tay, cổ tay và cánh tay luôn luôn phải hoạt động với chuột và bàn phím, khiến cho các dây chằng và cơ phải chịu sức ép khi hoạt động liên tục. Ngồi hoặc đứng lâu liên tục cũng làm mỏi nhóm cơ cạnh cột sống, khiến chúng ta khom lưng và cúi ra trước. Điều đó dẫn đến căng các nhóm cơ và dây chằng phía sau cột sống, dễ dẫn đến tổn thương các đốt sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Thứ năm, giảm cân đột ngột. Thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp những người thừa cân béo phì sau khi giảm cân một cách đột ngột đã mắc các chứng bệnh về xương khớp. Nguyên nhân là do giảm cân quá nhanh khiến sự liên kết của lớp mỡ và bắp thịt trở nên lỏng lẻo. Đó là lý do một trong số trường hợp xảy ra sự cố như là ngã, trượt chân thì những người vừa giảm cân xong có nguy cơ chấn thương khớp rất cao, thậm chí là gãy xương. Điều này cũng lý giải vì sao những người sau khi giảm cân lại yếu và dễ mắc bệnh loãng xương như vậy. Thứ 6. Lạm dụng các loại thuốc giảm đau. Phần lớn các loại thuốc giảm đau khi sử dụng quá nhiều sẽ gây ra các phản ứng xấu không tốt cho sức khỏe. Khi sử dụng nhóm thuốc giảm đau kháng viêm, tác dụng phụ thường gặp nhất là viêm dạ dày. Chính vì vậy, nếu không cần thiết thì tốt nhất là nên tránh xa những loại thuốc này. Đặc biệt là đối với những nhóm thuốc kháng viêm mạnh như là corticoid có hiệu quả cao nhưng dùng lâu dài sẽ gây loãng xương và lệ thuộc thuốc, thậm chí còn tạo ra hội chứng Cushing. Do vậy, người bệnh nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, những thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng giúp chăm sóc và nâng cao sức khỏe hệ xương khớp, phòng tránh bệnh gút hiệu quả. Vậy, những thói quen nào cần được duy trì hàng ngày? 1. Tập các tư thế đúng. Việc tập các tư thế đúng sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ xương cột sống. Mặc dù đứng, ngồi hay đi, bạn cũng nên tập luyện các tư thế chuẩn, phải luôn giữ lưng thẳng nhằm giảm gánh nặng cho xương hông, lưng và đầu gối. Việc này cũng giúp làm giảm tình trạng đau nhức xương khớp về lâu dài. 2. Ngủ đúng giờ, nằm đúng tư thế để bảo vệ hệ xương khớp, phòng tránh bệnh gút. Một giấc ngủ sâu làm tăng nồng độ của HGH, các hormone tăng trưởng giúp chúng ta có hệ xương dẻo dai và chắc khỏe. Thời gian vàng cho giấc ngủ là khoảng từ 21 giờ 30 tới 10 giờ. Trước khi ngủ 2-3 giờ, bạn không nên nạp thức ăn vào để cơ thể có thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tái tạo xương. 3. Kiểm soát cân nặng cũng góp phần phòng tránh bệnh gút hiệu quả. Việc cân bằng và duy trì cân nặng vô cùng quan trọng cho hệ xương khớp và phòng tránh bệnh gút. Nếu cân nặng vượt quá mức cho phép thì xương sẽ phải chịu nhiều sức nặng hơn trong việc nâng đỡ cơ thể. Chính vì thế, những người mà bị thừa cân béo phì dễ bị đau nhức xương khớp hơn so với những người có cân nặng ổn định vừa phải. Ngoài ra, lượng mỡ thừa trong cơ thể còn làm phát sinh các chất gây viêm, sưng, khiến cho các cơn đau nhức các khớp xương trở nên nặng hơn. 4. Tập thể dục giúp xương chắc khỏe, phòng tránh bệnh gút. Tích cực vận động thể thao cũng là cách giúp xương khớp dẻo dai và khỏe khoắn hơn, phòng tránh bệnh gút hiệu quả. Không nên ngồi lâu một chỗ mà nên giải lao, duỗi người hoặc đi lại một ít để xương khớp được thư giãn. Một số môn thể thao thích hợp tốt cho hệ xương khớp bạn có thể lựa chọn như là đạp xe, bơi lội, đá cầu, v.v. Ngồi quá nhiều ở một tư thế và ít vận động là một trong những thói quen xấu nhiều người mắc phải, nhất là dân văn phòng. Vận động đôi khi chỉ là những bài tập thể dục đơn giản hoặc bài tập đi bộ 15 phút tới 1 giờ hàng ngày. Vận động thường xuyên với cường độ phù hợp sẽ giúp xương khớp dẻo dai, máu huyết lưu thông và hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Bạn có thể tập các môn như là bơi lội hoặc yoga, những môn thể thao tốt cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp. 6. Không hút thuốc lá. Chúng ta đều biết hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, tuy nhiên nhiều người vẫn không thể bỏ được thói quen này. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ phải chịu đựng các cơn đau nhức xương khớp cao hơn là những người không hút thuốc. Hút thuốc lá làm giảm lượng oxy trong máu, gây ảnh hưởng tới nguồn dinh dưỡng vận chuyển đến cơ bắp, dây chằng, đĩa đệm, v.v. Từ đó khiến tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng hơn. Quý vị thân mến, hy vọng những kiến thức mà chúng tôi tổng hợp ở trên
quý vị sẽ có cách để bảo vệ hệ thống xương khớp của mình luôn khỏe mạnh, giảm mọi nguy cơ mắc bệnh. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại!